Kim tự tháp rồi mọi người, bí mật kim tự tháp. Hãy đi khám phá bí mật kim tự tháp này, không biết có gì trong đây nữa, trang trí đẹp quá. Giống như bên kia vậy, người ta cũng mở đi lum, có ai nói gì đâu. Tại vì bữa nay là miễn phí. Giờ đầu lâu không à? Để giờ anh chú đi, chú đi, chú nó sợ chú. Chú đi chú. Đang canh nó lên đèn để mình ấy nè. Biết rằng là đi mang món ăn nhưng mà cũng đi luôn mình. Đông lên đèn ta. Con nít. Ủa lối ra luôn rồi. Ủa, thằng lửa kìa. Nghe tiếng hình. Để mình thở quá cho đi. Nè, đi Mỹ cầu này có gì không nè? Quay nè, quay nè, quay gì nè. Đó. Còn lắp, còn lắp. Ngây rồi. Còn lắp, chạy đi bên kia. Tại cái áo ơi. Tại chú, chợ chú phải sao kìa. Thấy không kìa. Lắp cái cầu kìa. Lắp cái cầu á, lắp cái cầu. Đó, chị ngăn gì thôi à. Đâu có ngăn gì đâu. Em rồi đèn đâu máy rồi. Mình rồi đèn cũng không nhét thôi. Trên đầu hù kìa. Không nghe vào. Thằng chết
đầu trâu mà thử. Kêu quá. Gió mát quá. Ê, cái cầu này nè, chuẩn bị cầu nữa nè. Cầu lắc nè. Lắc cầu lắc. Đó. Đó, lắc đó. Ơi, đi từ từ, đừng ngon. Cầu lắc đó. Đi nhớ. Nè, nữa nè, nữa nè. Nữa nè. Cầu lắc nữa nè. Cái này gì đây? Cái gì dưới đây? Lụm kho báu ra đi. Wow. Kho báu dưới đây nhiều lắm luôn. Trời ơi, hũ vàng kìa, kim cương kìa, trời ơi. Châu báu, vàng vòng châu báu quá trời luôn.